Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay bên Ngon 68 Tham tôi rất là vui khi lại được gặp lại các bạn trong một cái video mới của ngày đập trời hôm nay. Thế thì đến với cái video của ngày hôm nay thì bên Ngon sẽ cùng các bạn chúng ta vào căn bếp quen thuộc của tôi đây và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một cái công thức liên quan đến một cái món ăn ngon, liên quan đến một cái món gia vị. Cụ thể ở đây thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau đi chia sẻ với nhau một cái món gia vị liên quan đến cái món sốt, đó chính là món sốt gia vị xá xíu các bạn nhé. Thế thì để thực hiện làm được cái phần sốt gia vị xá xíu như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và chúng ta cùng nhau chia sẻ ngay trong cái video của ngày hôm nay. Thế thì cũng xin bật mí với các bạn một chút là cái phần sốt gia vị xá xíu này và các cái món xá xíu thì nó bắt nguồn từ những cái người Hoa ngày xưa người ta sống ở miền Nam Việt Nam, và khi người ta mang cái công thức đó từ bên Trung Quốc, bên Tàu sang Việt Nam chúng ta. Người ta chia sẻ, người ta nấu vào các cái món ăn thì tạo nên các cái món ăn xá xíu rất là ngon, đặc biệt. Và từ đấy thì người Việt Nam chúng ta làm theo, thực hiện làm theo. Ok, lại không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cùng nhau cái phần công thức sốt gia vị xá xíu như nào các bạn nhé. Ok các bạn, thế thì đến với cái bàn quen thuộc thì tôi lại tiếp tục xin chia sẻ và xin giới thiệu các bạn những cái phần nguyên liệu hay gia vị chính để chúng ta sẽ đi thực hiện làm được cái phần sốt gia vị xá xíu rất là thơm ngon các bạn nhé. Cụ thể ở cái phần sốt gia vị này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi những cái nguyên liệu như gia vị chính để chúng ta đi thực hiện và làm phần sốt này. Đây, các bạn chuẩn bị cho tôi cái phần đấy nhé, khoảng 3 cái củ tỏi đã được xay nhuyễn, 4 cái phần củ hành tím các bạn nhé, cũng được xay nhuyễn ra luôn. Chuẩn bị thôi một cái quả ớt khá là cay. Đấy, các bạn chuẩn bị thôi một quả ớt cay cũng được xay nhuyễn ra. Rồi tiếp theo là cái phần gia vị, các bạn chuẩn bị thôi cái phần bột ngũ vị hương. Thì ở đây định lượng các bạn sử dụng tôi cái phần thìa cà phê nhé. Ở đây thì tôi sử dụng 1/2 thìa cà phê ngũ vị hương, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê cái phần tiêu sọ đã được xay nhuyễn ra. Ok. Rồi, tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho tôi cái phần đây, các bạn dùng cho tôi cái phần 1 cái thìa dầu điều đã được cô đặc như này các bạn nhé. Dầu điều các bạn nhé. 1 thìa dầu hào. Ok các bạn, đây dùng cho tôi một cái thìa dầu mè, 1/2 thìa hạt nêm. Trong cái phần sốt gia vị xá xíu này thì có một cái nguyên tắc mà các bác sử dụng cho tôi là các cái phần đừng để nó mặn quá, chúng ta cho nó vừa phải thôi. Mặn thì chúng ta sẽ trưng với cái phần thịt hoặc là cái phần rau nó sẽ không ngon nữa. Lấy cho tôi một cái thìa mật ong nhé và một thìa đường. Rồi, không thể thiếu thì trong cái phần gia vị này thì các bạn phải chuẩn bị cho tôi 5 cái thìa nước tương. Ở đây thì tôi sử dụng phần nước tương của hãng Chocomex nhé. Thì cái phần nước tương cho hương Việt ấy, cái phần Chocomex. Rồi tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho tôi khoảng 100ml phần dầu ăn. Rồi, ở đây thì có cái phần nguyên liệu mà tôi đã cố tình tôi chuẩn bị trong cái video này. Đó chính là cái phần thịt heo của chúng ta. Cụ thể ở đây là tôi sử dụng cái phần thịt vai giòn rất là ngon. Để chúng ta sẽ đi thực hiện chúng ta gym với cái phần sốt gia vị xá xíu. Thì các bạn có thể gym thịt cũng được, hoặc không thì các bạn sẽ tẩm ướp sau đấy thì chúng ta đi nướng. Nhưng mà ở đây thì trong cái video này tôi thích gym hơn, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi gym. Rồi, việc đầu tiên của chúng ta chính là chúng ta phải đi ướp cái phần thịt này. Đấy, thì các bạn sẽ cho hết cái phần gia vị vào cho tôi. Cho hết các cái phần nguyên liệu gia vị vào.
các cái phần gia vị các bạn sẽ cho hết vào cho tôi nhé, để chúng ta đi ướp, sau đấy thì chúng ta sẽ đưa lên chúng ta dip. Đây là đến cái phần dầu heo của bạn nhé. Phần hạt nêm này. Phần đường và phần mật ong. Trong quá trình chúng ta rim thì các bạn để ý lửa, sau đấy thì chúng ta sẽ cho thêm một xíu muối, một xíu nước nhé, tránh cái tình trạng mà chúng ta rim để lửa to, hoặc là chúng ta rim trong thời gian lâu chúng ta không kiểm tra nó sẽ cháy. Nhất là khi mà chúng ta thực hiện này, chúng ta ướp này nó có cái phần đường cũng như mật ong thì không cẩn thận nó sẽ bị cháy. Rất là ngon. Đây, phần dầu ăn các bạn cũng cho vào luôn. Chúng ta ướp. Rồi. Đấy, cái việc thứ hai của chúng ta khá là quan trọng để chúng ta rim được cái phần thịt với cái phần sốt gia vị xá xíu này nó thơm ngon, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện khá là nguyên tắc khi mà chúng ta đi, chúng ta chiên, chúng ta rim trong bếp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta lên bếp để làm tiếp các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, thế thì để chúng ta rim được cái phần thịt heo là của chúng ta, thịt vai giò là của chúng ta, với cái phần sốt gia vị xá xíu rất là thơm ngon, để chúng ta được cái phần thịt sốt gia vị xá xíu rất là ngon này, thì các bạn chuẩn bị tôi một cái nồi khá là sâu lòng như này. Chúng ta không dùng chảo được nhé, chúng ta phải dùng một cái nồi sâu lòng như này để chúng ta đi thực hiện, chúng ta rim. Đầu tiên thì các bạn sẽ bật bật nhiệt độ lớn nhất cho mình nhé. Đấy. Chúng ta sẽ cho hết cái phần sốt gia vị này vào. Cái phần còn sánh lại này này thì tôi sẽ cho một cái phần nước vào đây, cụ thể là tôi sẽ sử dụng là 300ml nước, và tôi sẽ hòa tan một phần này ra, sau đấy thì chúng ta sẽ cho thêm một cái phần sốt gia vị này nhé. Đầu tiên thì các bạn cứ cho lửa thật to, cho nhiệt độ thật lớn để cái phần thịt cũng như là phần sốt của chúng ta nó sủi đồng lên. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho nhiệt độ thấp đi.
Xin thưa các bạn là cái phần công thức mà chúng ta đi thực hiện làm cái phần sốt gia vị xá xíu này này. Thì các bạn có thể sử dụng được cái phần sốt gia vị này đối với lại thực phẩm mặn cũng như là thực phẩm chay. Và chúng ta có thể sử dụng được đối với các cái món xào rau, rau củ quả cũng rất là ngon. Các bạn cứ thử làm theo tôi với cái công thức này thì các bạn sẽ khi thưởng thức các bạn sẽ thấy rất là ngon. Món này là món xuất phát từ đất nước Trung Hoa, đất nước có cái bề dày lịch sử về các món ăn rất là ngon từ xa xưa đến giờ. Cái nguyên tắc mà khi mà chúng ta thực hiện là chúng ta sốt sốt gia vị xá xíu này đối với cái phần thịt này này, thì các bạn khi mà sốt với thịt nạc và chúng ta nên chọn cái thịt nạc vai giò đấy, và chúng ta sốt cả tảng to như này luôn đấy. Chúng ta không cắt nhỏ mà chúng ta sốt cả tảng to này thì chúng ta sốt trong để nhiệt độ thấp và chúng ta sốt trong cái thời gian lâu. Và với cái miếng thịt cắt tảng thịt to như này thì các bạn sẽ sốt cho tôi trong khoảng thời gian từ 30 đến 40 phút liên tục. Chúng ta đảo, chúng ta lật, nó sẽ được cái phần thịt rất là ngon. Và cụ thể là cái phần sốt nó sẽ quậy đều lên thịt, và bên trong khi mà chúng ta thái ra cái phần thịt nó vẫn còn giữ được cái độ ngọt của thịt, ăn cùng với cái phần sốt rất ngon các bạn nhé. Trong quá trình này thì các bạn chịu khó đảo đều tay để cho cái phần thịt của chúng ta là chín đều và nó ngấm đều gia vị. Còn cách thứ hai thì các bạn không cần phải căn quá thời gian giống như tôi là căn 30-40 phút làm gì. Với cái phần sốt như này thì chúng ta sốt với cái tảng thịt. Ở đây thì tôi sử dụng 700g. Thì chúng ta sử dụng với phần sốt định lượng như này và với 700g thịt thì các bạn chỉ cần đun nhỏ lửa và đợi cái phần sốt này nó cạn đều. Đấy, nó cạn, nó sánh đều là thịt của chúng ta cũng vừa chín tới. Và khi chúng ta thưởng thức này nó rất là ngon nhé. Thưởng thức cái phần gia vị này này, nó rất là thơm ngon luôn. Đấy các bạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta thử. Ta cắt thử ra. Đây các bạn nhé, cái phần thịt của chúng ta nó rất là giòn. Cụ thể ở đây là chúng ta sử dụng cái thịt nạc vai giòn. Nó rất giòn và nó đã thấm đều với cái phần gia vị xá xíu. Đấy. Và bên trong khi mà chúng ta cắt ra cái phần thịt bên trong nó vẫn rất là ngon đấy, nó mềm và nó giữ được cái độ ngọt. Ok, xin mời các bạn nhé, mình sẽ thử. Rất ngon các bạn. Đấy, thì trong quá trình này chúng ta vẫn cứ lật đều
cho cái phần sốt của chúng ta nó sệt đi là chúng ta có thể sử dụng, chúng ta thưởng thức được rồi. Ok, tầm này thì tôi có thể tắt bếp được rồi. Và nếu mà chúng ta để ngon hơn nữa thì chúng ta sẽ trưng tiếp để cho nó cái phần sốt này chúng ta nó cạn bớt đi. Còn nếu không thì chúng ta có thể tắt bếp và chúng ta thưởng thức được rồi. Mình sẽ review gần cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ dùng cái máy quay mình review gần cho các bạn xem. Đây. Ok, đợi mình chuyển máy mình sẽ chuyển cái cảnh. Rồi, đây mình sẽ review gần cho các bạn xem. Đấy, cái phần thịt của chúng ta nó đã chín đều. Cái phần sốt nó cũng đã sệt đi, sánh sệt đi. Và nó giúp cho cái phần quện vào cái phần thịt của chúng ta. Đấy, khi mà chúng ta thưởng thức nó rất là ngon. Đây, các bạn nhìn thấy cái phần thịt nó rất là ngon luôn. Và nó thơm lắm. Đấy. Đấy, vậy thì chỉ trong vài phút thôi thì chúng ta đã cùng nhau vào bếp và cùng nhau chia sẻ với nhau một cái công thức liên quan đến cái phần sốt gia vị xá xíu. Và cụ thể cái phần sốt gia vị này thì chúng ta ở trong cái video này chúng ta sẽ đi thực hiện, chúng ta làm với cái phần thịt nạc heo vai giòn các bạn nhé. Thế còn cái phần sốt gia vị xá xíu này thì các bạn có thể sử dụng cho các cái món chay cũng như món mặn. Và cụ thể các cái món chay mà chúng ta hoặc các món rau xào cũng rất là ngon. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mới của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video hữu ích tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé.